kinh văn tòng thử hoặc kế niết bàn nhân quả nhất thiết dai không đồ hữu danh tự cứu cánh đoạn diệt Việt dịch do đây cho rằng Niết Bàn nhân quả tất cả đều là không, chỉ có tên gọi rốt ráo đều là đoạn diệt. Giảng do đây vì lý luận của anh ta là bốn uẩn sắc thọ tưởng hành đều không tồn tại, căn cứ vào tám thứ luận vô tướng, cho rằng Niết Bàn nhân quả tất cả đều là không, hoặc hành giả chấp rằng Niết Bàn nhân quả đều là không, hành giả cho rằng không có Niết Bàn và phủ nhận nhân quả. Nếu thực sự như vậy thì chẳng có có lý do gì để mọi người có thể tu tập thành Phật? Tại sao vậy? Theo lý luận của anh ta thì chẳng có gì tồn tại hết thảy. Anh ta nghĩ chỉ có tên gọi, rốt giáo đều là đoạn diệt, các pháp chẳng là gì cả, chỉ là danh tự, thực sự chẳng có gì tồn tại, đó là những gì anh ta quan niệm. Kinh văn Do thử kế độ tử hậu vô cố đọa lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh, thị tác danh vi đệ thất ngoại đạo, lập ngũ ấm trung tử hậu vô tướng tâm điên đảo luận. Việc dịch do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy nên rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Đây gọi là ngoại đạo thứ bảy lập nên những thứ luận điên đảo chấp trong ngũ ấm sau khi chết không còn có tướng ràng Do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy, anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì cả. Mọi vật đều là không, do chấp rằng sau khi chết không còn sắc tướng, nên rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Hành giả rơi vào một thứ ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ bảy lập nên những thứ luận điên đảo chấp trong ngũ ấm. Sau khi chết không còn có tướng. Anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì tồn tại trong phạm vi của ngũ ấm do đó thứ lý luận điên đảo từ tâm anh ta lập nên